Tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 20 tháng 6, các đại biểu tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Tây Ninh và thành phố Đà Nẵng đã thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31 năm 2024, luật nhà ở số 27 năm 2023, luật kinh doanh bất động sản số 29 năm 2023, luật các tổ chức tín dụng số 32 năm 2024, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm chủ trì buổi thảo luận. Đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 4 dự án luật, Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội đã tích cực khẩn trương trong việc thẩm tra các dự án luật. Các đại biểu đề nghị cần ra soát kỹ lưỡng, hoàn thiện nội dung, điều khoản chuyển tiếp của dự thảo luật, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không chồng chéo, mâu thuẫn trong nội tại của từng luật, giữa các luật và hệ thống pháp luật. Nhận diện rõ, đầy đủ rủi ro, thách thức, khó khăn vướng mắc có thể phát sinh, hệ quả tiêu cực của việc điều chỉnh thời gian hiệu lực và điều khoản chuyển tiếp của các luật, chủ động có các giải pháp xử lý khắc phục, đồng thời không gây vướng mắc, ách tắc, khó khăn cho địa phương, người dân doanh nghiệp, cản trở sự phát triển, không tạo ra hiệu ứng pháp lý tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng chịu tác động, môi trường đầu tư kinh doanh, quyền và lợi ích chính đáng của người dân doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, dẫn đến phản ứng xã hội, khiếu nại, khiếu kiện, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bốn cái luật này, nó có rất nhiều cái điều khoản như luật đất đai, nhất là luật đất đai, có đến là 97 cái điều, trên 260 điều của luật đất đai, lại phải giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các địa phương quy định hướng dẫn chi tiết để thi hành. Thì liệu rằng bây giờ là nếu như luật được thông qua vào trong tháng 6 này, thì còn chỉ có 30 ngày là đến ngày 1 tháng 8. Thì bây giờ nếu như có sự chủ động của Chính phủ, các bộ ngành ban hành các nghị định, thông tư để hướng dẫn, đảm bảo là đến ngày 1 tháng 8 là đã ban hành hướng dẫn đầy đủ. Nhưng mà từ cái khi nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành, thì địa phương sẽ mới căn cứ cái nghị định, cái thông tư hướng dẫn đấy để tiếp tục thể chế bằng những cái nghị quyết, những quy định của thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Thì như vậy thì nó cũng không đảm bảo ngày 1 tháng 8 là đã ra cuộc sống. 1 tháng 8 liệu rằng là cái hiệu lực mình điều chỉnh này có đảm bảo không? Có tính khả thi không? Ông Phạm Hùng Thái, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị nếu như Quốc hội thống nhất sự cần thiết cấp bách tính hiệu quả của việc có hiệu lực sớm hơn từ 1 tháng 8, thì Quốc hội phải cho các địa phương được dần áp dụng văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn, do một số văn bản mang tính quy phạm pháp luật của địa phương phải xây dựng theo trình tự thủ tục và chưa có văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân theo thẩm quyền để thể chế hóa trong quá trình thực hiện.